Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023, sáng nay 17 tháng 1, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Tham dự lễ viếng có các đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ibiên Nie, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đặt vòng hoa, dâng hương tại đền thờ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp tục kế thừa và phát huy thế hệ cha anh đi trước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, bản sắc. Ngay sau đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thành phố Buôn Ma Thuột dâng hoa, dâng hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công và thắp hương từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc.